Ngày 16 tháng 5 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ngay sau khi công bố, bài viết đã được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong nước, bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế quan tâm đón nhận và đánh giá cao. Nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên những vấn đề nổi bật về lý luận và thực tiễn rất phong phú và sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nhiều thập kỷ qua, khẳng định lại mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào trong hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam. Coi độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội là chủ trương cơ bản và xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Hàng nghìn ý kiến bình luận của độc giả, cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng miền của Tổ quốc, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, các nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài về bài viết được đăng tải trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư, đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực. Cuốn sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất in toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày 16 tháng 5 năm 2021. Phần thứ hai, tuyển chọn hơn 100 bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng miền Tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư. Phần thứ ba, tuyển chọn 50 bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các chính đảng về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách này đã khẳng định và củng cố niềm tin sắt son của toàn đảng, toàn dân và toàn quân về con đường đi tương lai của dân tộc ta. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho nhân dân ta, có phần lan tỏa sâu sắc những luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhà nghiên cứu quản lý và đông đảo các tầng lớp nhân dân, thể hiện sự đồng thuận tin tưởng của cán bộ, bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, kiên định và vững bước con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc cuốn sách một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức xuất bản và ra mắt trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có ý nghĩa hết sức to lớn. Cuốn sách không chỉ cung cấp tài liệu nghiên cứu rất có giá trị, mà còn là định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tiếp tục kiên định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.